hôm nay là đi thu hoạch cuối mùa. Gì cơ? Cái bắt đầu nó lạnh rồi, giờ có cái gì là cắt hết vô cái đấy. Bây giờ ớt xanh cũng hết, hái luôn hay sao ta? Cắt hết vô luôn đi rồi tính tiếp. Đừng bó bó cho thúi nữa. Đỡ mẹ lấy kéo mẹ cắt. Còn lại con nhối mấy củ gừng này lên nè. Ui rồi ta. Đấy, cái củ gừng của mẹ con đấy. Nó nhối được đâu, nhối mấy củ nhô thứ đi. Phải không mà? Ờ, cái đó nhô thứ nào không? Đấy, siêu. Sure. Coi cái gì? Đào đấy một bánh củ gừng luôn đấy. Ba trái, không bốn trái, năm trái. Gãy nó mà gãy, đào nhô tiếp đây không? Đợi xuống. Yêu dấu. Ừ. Cây được không ạ? Được, ném nhiều cây vô. Ném một chùm đấy, ném một chùm cây vô. Đấy, mà lên đấy, đào. Kẹt dưới là thao đi qua nhô cú gừng, qua cú dơn. Cú dơn, đây, đấy, cú dơn đó đây. Đây đó. Đây, cú dơn đó đây, tí nữa. Nào, cú dơn. Đâu nói giờ hái gì nữa, dở dở. Đấy, mấy cái cây đó đó đấy. Lấy mà. Đúng rồi không? Ném nhiều lá vô là nó khỏi đứt cái lá. Đám gừng này. Đấy, đưa cây dưa lên rồi coi. Wow, một mớ củ dơn luôn. Dơn, dơn ba. Mướp non mà tiêu tung tăng là chắc già hết rồi. Như con. Hả? Mẹ đang hái bên đây mà con lên bên đây, con nhổ củ gừng này, con mạnh lên nhổ củ gừng này, beat down. Trồng bao nhiêu chứ không ăn bao nhiêu hết. Rêu muống đổ lạnh. Rêu lan. Cú xá. Được đâm xá đây nữa. Rồi nó ghẻ á, thao hiếm á. Ừ. Đỡ đấy được đâu con, đỡ ngay được cục đá. Đi dọc dớt ra. Nó chưa cho nó nhố mà sao nó biết nè. Đây qua nhố bụi nhó. Cầm ở dưới góc chứ cầm ở trên lá nó tuốt cái đây. Rồi tiếp còn mấy bụi đấy. Thì đấy, con bụi anh hai bụi. Con bụi gì bên anh hai đấy. Rau anh hai ướt. Rau
tiếp tục không? Anh Hai nhớ làm như vậy. Rồi, anh Hai nhớ nấu được không? Được chưa mà? Cố lên chút nữa. Ủa, chút xíu nữa. Không cần cầm hết bó đâu, cầm hai nhánh nhỏ nhỏ hai bên. Đấy, cầm vậy thôi. Đấy, cầm vậy. Nào, đứt tay rồi phải không? Rồi, đúng rồi. Nhờ, đấy. Vũ, 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 vũ. Nào, còn mùa nữa. Nam vô đâu nữa không? Không sao hết, đi làm vườn đó là chuyện bình thường. Cầm hai nhánh nhỏ nhỏ như này nè chị. Được chưa? Quá. Đau gì rồi. Trong mẹ giúp không? Wow, lên rào, rào còn một nhánh cuối cùng nhỏ xí ra bên kia đỡ dây. Gốc vui kìa. Chí gì hả? Trời ơi, gốc cũng xả cũ này. Cái gì con?